Vâng, xin chào anh em, đây là Honda HR-V mới với mức giá là 826 và 871 triệu đồng cho hai phiên bản là phiên bản RS và phiên bản L. Có Honda Sensing sử dụng động cơ 1.5 turbo trên cả hai phiên bản. Như vậy là mức giá của Honda HR-V đang cao hơn những đối thủ ở trong cùng phân khúc crossover cỡ B đâu đó khoảng từ 100 tới hơn 100 triệu đồng. Chúng ta hãy cùng khám phá thật nhanh xem là chiếc HR-V này có những cái điểm gì đáng chú ý nhé. Về mặt kích thước thì trước kia HR-V cái thời điểm xuất hiện cạnh chiếc Hyundai Kona và Ford EcoSport là chiếc xe có kích thước lớn nhất phân khúc. Sau này thì Seltos ra và Seltos có nhỉnh hơn HR-V một chút. Bây giờ thì chiếc HR-V này so với chiếc Kia Seltos, một đối thủ trực tiếp trong cùng phân khúc, thì có cái kích thước khá là tương đương. Nhưng chiếc xe này thì làm gầm thấp hơn và cảm giác cái trọng tâm nó dàn trải nhiều hơn xuống dưới mặt đường. Đấy, một số những thông tin rất nhanh như vậy để anh em có thể định vị được cái kích thước và cái hình dáng thực tế của chiếc xe này ở phía bên ngoài. Đứng bên cạnh tôi đây đang là phiên bản RS có mức giá là 871 triệu đồng. Hãy cùng lướt nhanh xem là phiên bản này có những gì đáng chú ý. Đầu tiên là cái cụm lưới tản nhiệt được tạo hình bởi những cái khối kim cương, tạo hình kim cương đan vào với nhau. Đây cũng là cái khác biệt của phiên bản RS so với phiên bản L. Phiên bản L thì chúng ta sẽ không còn những cái chi tiết kiểu những cái viên kim cương đan vào với nhau kiểu chrome như thế này nữa. Tôi chưa thấy sự xuất hiện của cảm biến trước. Đây, phía dưới này, cái cản dưới này chúng ta còn được điểm xuyết một cái đường kiểu nhịp tim màu đỏ, trông khá là cá tính. Ở phiên bản này, bên cạnh màu trắng và màu đen thì chúng ta còn có thêm màu đỏ và màu xám bạc nữa. Với chiếc xe này hiện tại có tổng cộng là 5 màu sắc. Và vừa có một cái màu là màu gì nhỉ, màu trắng hay là màu, có một cái màu gì đấy là chúng ta sẽ phải trả thêm 5 triệu nữa để có thể sở hữu. Tiếp tục bước sang phần mâm xe. Kích thước 18 inch trên phiên bản RS, còn phiên bản L thấp hơn thì kích thước 17 inch, tạo hình đa chấu. Bộ lốp ở đây là lốp Yokohama. Đấy, cái này là khá là thua kém so với Civic rồi này. Đây là tương quan của một người cao khoảng 1m70 đang đứng cạnh Honda HR-V. Cái kiểu xe làm ấn khá sâu xuống dưới mặt đường, hứa hẹn là tạo cảm giác lái thể thao của một chiếc xe đua gầm cao cỡ nhỏ. Rồi bước sang phía đuôi xe. Đây, phiên bản RS, động cơ 1.5 turbo và có gói an toàn Honda Sensing ở trên cả hai phiên bản. Ở phía sau này thì có một cái cụm đèn LED nối liền qua cụm đèn hậu hai bên, giải đèn LED khá đẹp. À, một cái sự khác biệt nữa của phiên bản RS so với phiên bản L ấy là đó là chúng ta có cái đèn xi nhan đuổi thì bản RS mới có, bản L thì không còn cái chi tiết đó nữa rồi. Đấy là một số những thông tin mà tôi tìm hiểu được ở trên catalog. Cốp thì vẫn là cốp mở cơ mà thôi. Đây, đây là cái không gian cốp của chiếc Honda HR-V. Cũng khá to ấy nhỉ. Chắc chắn là to hơn chiếc Hyundai Kona của tôi đang đi rồi. So với Seltos thì cũng ngang bằng đấy, không thua kém đâu. Một cái điểm duy nhất của HR-V so với những đối thủ trong cùng phân khúc nữa đó chính là đến từ các cái cơ chế gập của cái hàng ghế. Các cái hàng ghế lúc nãy cũng được công bố. Thì cụ thể chúng ta có thể gập để ưu tiên theo chiều dọc, chiều ngang, vân vân. Đây là không gian của hàng ghế thứ hai. Giờ đây chúng ta đã thấy sự xuất hiện của cửa gió điều hòa rồi. Dưới này vẫn là các cái cổng sạc USB thông thường thôi. Và có cả chỗ để cốc, có bệ tì tay. Đây, đây là không gian của HR-V với một người cao 1m7. Xin nhắc lại để cho anh em có cái nhìn tổng quan nhất về cái kích thước thật thực tế của chiếc xe này. Khi mà ngồi vị trí này thì tôi thấy rằng là không gian khá là thoải mái. Đây, tất nhiên là cái ghế trước tôi chưa ngồi lên nhưng mà tôi nhìn thấy nó đã lùi khá sâu về phía sau rồi. Không gian thoải mái, độ ngả khá ổn. Cái bệ đỡ ở phía dưới này cũng có một cái độ dài đủ lớn để có thể đỡ được cái phần đùi này. Và đúng là cái xe này có trọng tâm ấn khá là thấp xuống dưới mặt đường. Khi mà tôi ngồi cái vị trí này tôi nhìn lên phía trước thì cảm giác như là mọi thứ ở ngay phía trước mặt mình thôi. Đây, đây là khoang nội thất của Honda HR-V phiên bản RS. Cái đầu tiên đập vào mắt tôi chính là cái màn hình giải trí trung tâm kích thước 9 inch này. Trong cái viền nó hơi dày và đặt vào cái kiểu mô đun như thế này. Trông nó cũng cảm giác như là nó bị hơi khó chịu ấy nhỉ. Hơi khó chịu một tí. Còn cái kiểu làm cái cửa gió điều hòa, cái tổng thể các cái đường nét nhá, thì tôi thấy là vẫn có rất nhiều những cảm hứng từ cái phiên bản đời trước thôi. Vô lăng thì một dạng rất là cơ bản, núm tròn ở chính giữa và ba chấu nối sang hai bên.
Ở trên cái cụm điều hòa này thì chúng ta có riêng một cái nút. Đây, một cái núm để chỉnh các cái hướng gió, các cái cách thổi. Đây cũng là cái chi tiết được Honda công bố là mới ở trên HR-V, giúp cho cái luồng không khí được lưu thông ở trong khoang xe tốt hơn. Rồi, ghế thì ghế bọc da này, phiên bản RS thì có cả điểm xuyết khâu chỉ đỏ. Thôi ở đây đang đông người, mình sẽ không nổ lên mà mình bật lên thôi. Cụm đồng hồ phía trước mặt người lái là dạng nó giống như kiểu là trên chiếc Civic ấy, tức là pha trộn giữa đồng hồ cơ, một phần đồng hồ cơ và một phần đồng hồ LCD TFT kích thước 7 inch. Phía trên này là các cái cụm công tắc để cruise control này, Honda Sensing. Rồi. Phía dưới này là phanh tay điện tử này, brake hold này, hỗ trợ đổ đèo và chỉnh những cái chế độ lái. Gương chiếu hậu chống chói làm dạng tràn viền, trần xe tối màu. Phiên bản RS có 6 túi khí, còn phiên bản L bị cắt đi 2 túi khí, chỉ còn 4 túi khí mà thôi. Về vận hành thì Honda HR-V sử dụng chung động cơ 1.5 turbo trên cả hai phiên bản, cho ra mức công suất là 174 mã lực, 240 Nm, đi kèm với hộp số CVT. Đây là cái cơ cấu về động cơ và hộp số đã rất là quen thuộc trên những cái sản phẩm của Honda rồi. Và trên cả hai chiếc xe này, hai phiên bản này thì đều có cái gói an toàn là Honda Sensing. Cái này thì tôi cũng đã trải nghiệm và chia sẻ với anh em khi mà làm video về chiếc Honda Civic rồi. Và cái Honda Connect thì chỉ có trên phiên bản RS thôi, còn phiên bản L chưa có. Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau trải nghiệm rất nhanh Honda HR-V mới. Xin nhắc lại một số thông tin mà anh em cần phải chú ý về chiếc xe này. Đây là một chiếc xe có hai phiên bản là phiên bản L và RS, có mức giá là 826 và 871 triệu đồng. Tùy màu sắc thì chúng ta sẽ thêm 5 triệu cho một số những cái tùy chọn màu khác nhau. Cả trên tất cả các phiên bản thì đều sử dụng động cơ 1.5 turbo và gói an toàn Honda Sensing. Anh em nghĩ sao về Honda HR-V? Liệu chiếc xe này sẽ có sức cạnh tranh như thế nào trong so với những đối thủ trong phân khúc crossover cỡ B với cái mức giá bán này và với tất cả những gì có trên chiếc xe này và với thương hiệu Honda? Hãy để lại ý kiến ở phần comment. Đừng quên like, share, subscribe cũng như bấm chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo trên Mê Xe. Đặc biệt là bấm nút đăng ký để ủng hộ chúng tôi sớm đạt tới cột mốc 300.000 subscriber. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.